Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án oan sai. Một người đàn ông 28 tuổi đến từ Ohio cùng anh trai rời quê hương để đến một nơi khác làm việc. Không ngờ rằng chỉ 3 ngày sau khi đến nơi, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Người đàn ông này bị cáo buộc đã bắn chết một cảnh sát. Ngay từ đầu, người dân địa phương đã một mực khẳng định anh ta chính là hung thủ. Tuy nhiên, phải đến hơn 10 năm sau, sự thật mới được phơi bày. Đây là vụ án nổi tiếng xảy ra ở bang Texas. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1970 tại bang Texas, miền Nam nước Mỹ, thành phố lớn thứ ba của Texas là Dallas, cùng với các thành phố lân cận là Fort Worth và Arlington, tạo thành khu vực đô thị lớn thứ tư toàn nước Mỹ. Nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay có tên là Randall Dale Adam, sinh năm 1948. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã phục vụ trong lực lượng lính dù Hoa Kỳ trong 3 năm. Quê hương của Adam là Grove City, Ohio. Vào tháng 10 năm 1976, Adam và anh trai rời Ohio để đến California tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau khi đến California, họ không tìm được công việc phù hợp. Vì vậy, họ quyết định thử vận may ở Texas. Ngày 25 tháng 11 năm 1976, hôm đó là thứ Năm, cũng là ngày lễ tạ ơn, Adam và anh trai lái xe đến Dallas, Texas. Sau khi đến nơi, họ tìm thấy một nhà nghỉ ven đường và ổn định chỗ ở. Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm thứ Sáu, Adam bắt đầu đi tìm việc. Vào thời điểm đó, việc tìm kiếm việc làm ở Dallas không hề dễ dàng. Nhiều người dân địa phương đều đã có công việc ổn định. Tuy nhiên, Adam đã gặp may mắn. Chỉ mất nửa ngày, ông đã tìm được một công việc tại một sân bay bỏ hoang. Ông được thông báo sẽ chính thức đi làm vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều đang chờ đợi ông lại là một bi kịch. Ngày 27 tháng 11 năm 1976, hôm đó là thứ Bảy, chàng trai 28 tuổi đến từ Ohio rời khỏi căn hộ từ sáng sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên ông đi làm. Đến nhà máy, Adam được thông báo rằng không phải ngày cuối tuần nào cũng phải đi làm. Hôm nay cũng không có việc gì để làm. Vì vậy, ông chủ đã bảo Adam hãy về nhà và quay lại vào thứ Hai. Thế là Adam đành lái xe về nhà trong khi chẳng làm được việc gì. Khi xe đi được nửa đường thì đột ngột chết máy. Adam kiểm tra và phát hiện ra bình xăng đã hết sạch. Không còn cách nào khác, anh ta lấy một chiếc can giống từ cốp xe và đi bộ tìm trạm xăng gần nhất. Thật không may, hôm nay không chỉ là cuối tuần mà còn là kỳ nghỉ lễ tạ ơn nên nhiều trạm xăng đều đóng cửa. Adam một mình tiếp tục tìm kiếm trạm xăng trên con đường vắng vẻ. Lúc này, một chiếc xe màu xanh lướt qua, người lái xe có tên là David, 16 tuổi. Từ xa, David nhìn thấy một người đàn ông đang cầm chiếc can, liền dừng xe và hỏi Adam có cần giúp đỡ gì hay không. Adam mừng rỡ như bắt được vàng, cuối cùng cũng có người chịu giúp đỡ. Ông liền lên xe của David. David chở Adam đi khắp nơi tìm chỗ đổ xăng. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy một trạm xăng và quay lại đổ đầy bình cho xe của Adam. Để tỏ lòng biết ơn, Adam đã mời David đến căn hộ trong nhà nghỉ của mình để ngồi chơi một lát. Sau đó, Adam lái xe của mình đi trước dẫn đường. David lái xe theo sau. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe đã đến nhà nghỉ. Vào trong nhà, anh trai của Adam cũng đã ở đó. Họ vừa xem TV vừa trò chuyện. Mặc dù chênh lệch nhau 12 tuổi, nhưng Adam và David rất hợp nhau. Trong lúc trò chuyện, Adam được biết David 16 tuổi cũng không phải là người địa phương. Quê hương của David ở Victoria, phía nam Texas. Tối hôm trước, cậu lái xe suốt đêm để đến Dallas. Càng nói chuyện, hai người càng cảm thấy hợp ý. Liền quyết định đến một câu lạc bộ có tên là Bronco Bowl để vui chơi. Câu lạc bộ trên có phục vụ ăn uống, chơi bowling và bia. Vì vậy, vào khoảng 3 giờ chiều, David lái chiếc xe màu xanh của mình chở Adam đến câu lạc bộ Bronco Bowl. Họ ăn uống, uống bia và có một buổi chiều vui vẻ ở đó. Đến tối, David đề nghị đi xem phim ở rạp chiếu phim ngoài trời. Thế là họ lên đường. Trong xe của David, Adam phát hiện ra một khẩu súng lục và một khẩu súng trường. Khi Adam tỏ vẻ tò mò, David đã giơ khẩu súng lục lên và bắn thử vài phát ra ngoài cửa sổ xe. Adam hơi sốc khi chứng kiến cảnh tượng này, liền giấu khẩu súng lục của mình xuống dưới ghế ngồi. Khoảng 7 giờ tối, hai người mua bánh mì kẹp thịt và 6 lon bia rồi đến một rạp chiếu phim ngoài trời để xem phim. Rạp chiếu phim ngoài trời là một địa điểm trống trải, nơi chiếu phim ngoài trời. Khán giả lái xe vào trong, ngồi trong xe của mình và thưởng thức bộ phim. Cứ như vậy, hai người vừa uống bia vừa xem phim. Xem phim xong, họ quay trở lại nhà nghỉ. Adam mua một gói thuốc lá và một tờ báo ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện. David hỏi Adam liệu
cậu có thể ở lại đây đêm nay hay không? Adam trả lời rằng anh trai của ông không thích cho người lạ ở nhờ, vì vậy ông đã từ chối David một cách khéo léo. Tuy nhiên, Adam cho biết vì David cũng đang tìm việc nên có thể đến chỗ ông ấy vào thứ hai. Chỗ ông ấy đang cần người, hay nói chuyện với ông chủ, biết đâu sẽ xin được việc. Sau đó, hai người tạm biệt nhau. Adam trở về căn hộ, lúc này đã gần 10 giờ tối. Adam về đến căn hộ, thấy tivi ở phòng khách vẫn bật nhưng anh trai đã ngủ. Adam làm cho mình một chiếc bánh mì kẹp thịt. Lúc này, bản tin 10 giờ bắt đầu. Ông xem khoảng 15 phút rồi tắt tivi và đi ngủ. Adam không thể ngờ rằng chỉ vài giờ sau khi ông chìm vào giấc ngủ, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở Đà Lạt. Thời gian chuyển đến 12 giờ 30 phút sáng. Hai cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Đà Lạt đang lái xe tuần tra trên đường. Một trong hai cảnh sát là Wood, người còn lại là nữ đồng nghiệp của anh Teresa, một trong những nữ cảnh sát đầu tiên được phân công tuần tra ban đêm ở khu vực Đà Lạt. Vì biết rõ đêm khuya đường phố vắng vẻ, hai viên cảnh sát đã dừng xe bên đường. Họ vào một cửa hàng thức ăn nhanh, mua một cốc sữa lắc, sau đó quay trở lại xe. Không lâu sau, một chiếc xe màu xanh lướt qua họ. Do chiếc xe không bật đèn pha nên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai viên cảnh sát. Họ liền bật còi báo hiệu, lái xe theo sau chiếc xe màu xanh và ra hiệu dừng xe lại. Nhận thấy có xe cảnh sát theo sau, chiếc xe màu xanh từ từ dừng lại bên đường. Xe cảnh sát dừng lại cách đuôi xe màu xanh vài mét. Lúc này, viên cảnh sát Gold bước xuống từ ghế lái và tiến về phía trước. Thông thường khi dừng xe, viên cảnh sát Gold luôn mang theo sổ ghi vé phạt, nhưng lần này anh ta lại để quên sổ ghi phạt ở trên xe. Rõ ràng anh ta không hề có ý định phạt chiếc xe phía trước, mà chỉ đơn giản muốn lên nhắc nhở tài xế nên bật đèn pha khi lái xe vào ban đêm, vì như vậy sẽ an toàn hơn. Viên cảnh sát Wood cầm đèn pin, tiến đến bên cạnh ghế lái của chiếc xe phía trước. Chưa kịp lên tiếng, người bên trong bất ngờ rút ra một khẩu súng lục và bắn thẳng về phía viên cảnh sát Wood. Viên đạn xuyên qua đèn pin, găm vào cánh tay của Wood. Chưa dừng lại ở đó, tên kia tiếp tục bắn thêm 4 đến 5 phát nữa về phía viên cảnh sát Wood. Hoàn toàn không kịp trở tay, Wood trúng đạn ở tay, ngực và đầu gục xuống đất. Sau khi gây án, tên tội phạm hung hãn đạp ga, nhanh chóng tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nữ cảnh sát Teresa. Nghe thấy tiếng súng, nữ cảnh sát Teresa vội vàng ném cốc sữa lắc xuống, mở cửa xe, rút súng lục và bắn liên tiếp về phía chiếc xe màu xanh đang bỏ chạy. Tuy nhiên, đã quá muộn, chiếc xe màu xanh đã chạy thoát. Nữ cảnh sát Teresa lập tức báo cáo sự việc với trung tâm chỉ huy và yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát hỗ trợ đã đến hiện trường và xác nhận viên cảnh sát Wood đã tử vong. Họ tiến hành khám nghiệm hiện trường nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Nhân chứng duy nhất là nữ cảnh sát Teresa. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô chỉ nhớ rằng chiếc xe gây án là một chiếc xe Vega màu xanh lam, còn biển số xe thì cô không thể nào nhớ nổi. Giết hại cảnh sát là một tội ác nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy nghiêm của lực lượng cảnh sát. Vì vậy, bằng mọi giá họ phải tìm ra kẻ sát nhân. Sở Cảnh sát Đà Lạt đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 50 người để điều tra vụ án này. Các điều tra viên đã dành rất nhiều công sức để rà soát tất cả các xe Vega ở Đà Lạt. Bất kể xe là màu gì đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp đó, Cảnh sát Đà Lạt đã mời một chuyên gia thôi miên từ California để đến thôi miên cho nữ cảnh sát Teresa. Kết quả thôi miên rất tốt, cô đã nhớ ra biển số xe của chiếc xe màu xanh lam đó. Cảnh sát lần theo biển số xe và tìm ra chủ sở hữu. Đó là một cư dân đến từ Victoria, miền Nam Texas. Ông ta khai rằng vào ngày 26 tháng 11, nhà của ông đã bị trộm đột nhập, một số tài sản trong nhà đã bị đánh cắp. Trong đó có chiếc xe Comet màu xanh lam đời 1972 đắt nhất. Người đàn ông này khẳng định rằng ông biết kẻ trộm xe chính là người hàng xóm của mình, một cô bé 16 tuổi hư hỏng có tên là David. Dựa theo manh mối trên, cảnh sát suy đoán chiếc xe màu xanh lam trong đêm hôm đó chính là chiếc Comet đã bị đánh cắp. Ngoại hình của nó rất giống với chiếc Vega, khiến nữ cảnh sát Teresa lầm tưởng rằng đó là chiếc xe Vega, nhưng trên thực tế đó là chiếc Comet. Sau đêm đó, David lái xe từ Dallas trở về Victoria. Cảnh sát cũng đã bắt giữ David ở Victoria. David bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại viên cảnh sát Wood. Tuy nhiên, David đã khai với cảnh sát rằng người giết viên cảnh sát không phải là cậu ta, mà là một người đàn ông đến từ Ohio có tên là Adam. Vì vậy, một tháng sau khi vụ án xảy ra, Adam đã bị cảnh sát Dallas bắt giữ. Do lời khai của David, Adam bị buộc tội giết người và bị đưa đến đồn cảnh sát. Adam cảm thấy rất oan ức. Ông kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm hôm đó một cách chi tiết cho cảnh sát nghe,
đồng thời bổ sung thêm một số chi tiết. Adam cho biết, sau khi hai người chia tay vào tối hôm đó, chắc chắn ông đã quay trở lại căn hộ trong nhà nghỉ trước 10 giờ tối, bởi vì ông rất thích xem chương trình truyền hình The Carol Burnett Show bắt đầu vào lúc 9 giờ tối. Khi ông về đến căn hộ, chương trình đã gần kết thúc. Sau đó, khi bản tin 10 giờ bắt đầu, ông có xem một lúc rồi mới đi ngủ. Vào lúc 0 giờ 30 phút sáng, thời điểm vụ án xảy ra, ông đang ngủ. Ông thực sự không hiểu tại sao mình lại liên quan đến một vụ nổ súng. Cảnh sát không tin một lời nào trong lời khai của Adam, bởi vì David 16 tuổi đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Đầu tiên là về mốc thời gian, David khai rằng cậu ta gặp Adam vào buổi trưa khoảng 12 giờ, trong khi Adam lại cho biết rằng họ gặp nhau vào khoảng 10 giờ sáng. Tiếp theo, David khai rằng họ đến câu lạc bộ Bronco Bowl lúc 5 giờ chiều, còn Adam lại nói rằng họ đến đó vào lúc 3 giờ chiều. David nói rằng họ xem phim xong vào khoảng 12 giờ đêm, trong khi Adam lại nói rằng họ đã xem xong phim trước 10 giờ tối. So sánh lời khai của hai người, có thể thấy thời gian mà David đưa ra đều muốn hơn thời gian của Adam từ 2 đến 3 tiếng. Tiếp đến là thời điểm gây án quan trọng nhất. David khai rằng vào lúc 0 giờ 30 phút sáng, Adam là người lái xe. Họ rời khỏi rạp chiếu phim và đang trên đường trở về nhà nghỉ. Đi được nửa đường thì có một chiếc xe cảnh sát chạy theo sau, yêu cầu họ dừng xe. Ngồi ở ghế phụ, David cảm thấy sợ hãi. Adam liền bảo cậu ta cúi đầu xuống, nấp dưới ghế. Sau khi dừng xe lại, viên cảnh sát bước lên. Bất ngờ, Adam rút khẩu súng lục dưới ghế ngồi ra, bắn liên tiếp 5-6 phát về phía viên cảnh sát. Sau đó, họ lái xe chạy trốn về phía nhà nghỉ. Adam trở về căn hộ, còn David lái xe rời đi. Hai lời khai của David và Adam hoàn toàn trái ngược nhau. Chắc chắn, một trong hai người họ đang nói dối. David đã lái xe trở về Victoria vào ngày hôm sau. Cậu ta đã khoe khoang với bạn bè, vừa vung vẩy khẩu súng lục, vừa kể rằng chính mình đã dùng khẩu súng này để giết một viên cảnh sát. Bạn bè của David không ai tin lời cậu ta nói. Họ cho rằng cậu ta chắc chắn đang khoác lác. Không lâu sau khi trở về Victoria, David lại cướp một cửa hàng tiện lợi và dùng súng uy hiếp nhân viên thu ngân. Khẩu súng mà David dùng để cướp chính là khẩu súng đã được sử dụng để bắn chết viên cảnh sát ở Đà Lạt. Vào thời điểm đó, David đang trong thời gian được hưởng án treo về tội danh liên quan đến trẻ vị thành niên. David thường xuyên thực hiện các vụ cướp giật và trộm cắp, là một cậu bé ngỗ nghịch. Mặt khác, Adam chưa từng phạm tội. Cảnh sát thậm chí còn không thể tìm ra động cơ hợp lý nào để ông ta giết hại viên cảnh sát. Vụ sát hại viên cảnh sát Wood đã khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang và phẫn nộ. Phải có người chịu trách nhiệm cho việc này. Vì David đã đứng ra tố cáo Adam là hung thủ, nên công tố viên quận Đà Lạt đã quyết định truy tố Adam 28 tuổi. Một năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử đã được mở. Kiểm sát viên vụ án là Doug Mulder, một công tố viên hàng đầu của địa phương. Nhìn vào bảng thành tích của ông, hầu như ông chưa từng thua kiện tại tòa án. Tại phiên tòa, công tố viên đã mời nhiều nhân chứng ra tòa để làm chứng chống lại bị cáo Adam. Trong số đó có hai vợ chồng nhà Mueller là nhân viên của một trạm xăng ở Đà Lạt. Họ khai rằng vào đêm xảy ra vụ án, khi đang lái xe về nhà, họ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe màu xanh lam đang đỗ bên đường. Hai vợ chồng nhà Mueller cho biết khi lái xe qua, họ đã liếc nhìn vào trong chiếc xe màu xanh lam và ngay sau đó nghe thấy tiếng súng. Tại tòa, bà Mueller chỉ thẳng vào bị cáo Adam và khẳng định với tòa rằng người đàn ông ngồi trên ghế lái chiếc xe màu xanh lam đêm hôm đó chính là bị cáo Adam đang đứng trước mặt mọi người. Tiếp đó, nữ cảnh sát Teresa, đồng nghiệp của viên cảnh sát Wood, cũng được mời ra làm chứng. Cô khai rằng đêm hôm đó, cô đã nhìn thấy kẻ sát nhân ngồi trong xe màu xanh lam có mái tóc bồng bềnh. Đặc điểm này rất trùng khớp với đặc điểm của bị cáo Adam vào thời điểm đó. Tại phiên tòa, bị cáo Adam không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Ông đã mua một bao thuốc lá và một tờ báo tại cửa hàng tiện lợi trong nhà nghỉ trước 10 giờ tối hôm đó. Tuy nhiên, vì sự việc đã xảy ra khá lâu, nên chủ cửa hàng không thể nhớ ra đã gặp mặt người đàn ông này. Tối hôm đó, khi Adam trở về căn hộ, người anh trai sống cùng ông đang ngủ say nên cũng không thể chứng minh được rằng Adam đã về nhà trước 10 giờ tối. Điều này có nghĩa là bị cáo Adam không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh mình vô tội. Trong khi đó, lời khai của các nhân chứng bên công tố lại có vẻ đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, lời khai của các nhân chứng bên công tố cũng không mấy chắc chắn. Đầu tiên là về vợ chồng nhà Mueller. 2 tuần trước đó, bà Mueller đã bị ông chủ trạm xăng khiển trách vì tội ăn cắp tiền. Cặp vợ chồng này thường xuyên cãi vã.
Có lần họ còn dùng dao tấn công nhau và bị đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi xem tin tức về vụ sát hại viên cảnh sát Good tại đồn cảnh sát, họ bất ngờ quyết định ra mặt làm chứng. Người chủ cũ của họ cho biết cặp vợ chồng này là những kẻ dối trá chuyên nghiệp, không đáng tin cậy. Rất có thể lý do cặp vợ chồng nhà Mueller quyết định ra tòa làm chứng là vì muốn nhận được tiền thưởng từ cảnh sát. Thứ hai, nữ cảnh sát Teresa đã không thực hiện đúng nhiệm vụ vào đêm hôm đó. Theo quy trình tiêu chuẩn, khi viên cảnh sát ngồi ghế lái bên trái bước xuống xe để kiểm tra tình hình, viên cảnh sát ngồi ghế phụ bên phải cũng phải đồng thời xuống xe. Như vậy, nếu có vấn đề gì xảy ra, viên cảnh sát còn lại có thể kịp thời ứng phó. Tuy nhiên, đêm hôm đó, Teresa đã không xuống xe. Cô chỉ vội vàng uống sữa lắc trong xe. Khi sự việc xảy ra, Teresa mới ném cốc sữa lắc, mở cửa xe, rút súng bắn. Nhiều bước rườm rà đã khiến cô bỏ lỡ thời điểm phản ứng tốt nhất, tạo điều kiện cho nghi phạm chạy thoát. Điều đáng chú ý là trong lời khai ban đầu của Teresa, cô cho biết chỉ có một người đàn ông da trắng, tóc dài ngang vai, mặc áo khoác cổ lông thú ngồi trên chiếc xe màu xanh lam phía trước. Tuy nhiên, tại phiên tòa, nữ cảnh sát Teresa lại thay đổi lời khai, nói rằng kẻ sát nhân có mái tóc bồng bềnh. Lời khai trên rõ ràng bất lợi cho Adam. Cảnh sát Dallas đã mất một người đồng nghiệp. Họ cần nhanh chóng tìm ra nghi phạm để trấn an dư luận. David chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Theo luật pháp Texas, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không bị kết án tử hình. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã cử một chuyên gia tâm lý có tên là James Grigson để đánh giá tâm lý của Adam. Ông ta đưa cho Adam vài tờ giấy có hình vẽ các hình học và đường nét. Sau đó, yêu cầu Adam sao chép lại các hình vẽ đó. Adam cảm thấy khó hiểu, liền hỏi người đàn ông này muốn ông vẽ cái gì. Vị chuyên gia nói rằng cứ vẽ bất cứ thứ gì mà ông thích. Vì vậy, Adam đã vẽ một hình như thế này. Tiếp theo, vị chuyên gia tâm lý hỏi một số câu hỏi kỳ lạ. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút. Cuối cùng, chuyên gia Grigson đã đưa ra kết luận. Ông tin rằng Adam sẽ tiếp tục gây án nếu được ra tù. Sau nhiều ngày thảo luận sôi nổi, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết. Tòa án Texas kết luận bị cáo Randall Adam phạm tội giết viên cảnh sát Good và tuyên án tử hình, dự kiến thi hành án sau 2 năm nữa. Vào thời điểm đó, người dân Dallas đều lên án Adam là kẻ đã sát hại viên cảnh sát, cho rằng ông là một kẻ khốn nạn không thể tha thứ. Phán quyết của tòa án đã khiến người dân hả hê. Trong khi đó, Adam rơi vào tuyệt vọng vì ông biết rằng mình đã bị oan, không ai tin những gì ông nói. 2 năm trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Adam sắp bị hành hình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã có bước ngoặt. Thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ Lewis Franklin Power Julio cho rằng vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ. Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn đã có sự bất công rõ ràng. Một số bồi thẩm viên phản đối án tử hình đã bị loại bỏ khỏi danh sách. Vì vậy, 3 ngày trước ngày hành quyết, tòa án tối cao đã ra lệnh dừng việc thi hành án tử đối với Adam. Vào năm sau, tòa án tối cao với 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống đã quyết định hủy bỏ bản án tử hình đối với Adam. Sau khi biết tin này, lo ngại rằng phiên tòa xét xử lại sẽ khiến Adam thoát tội. Vào ngày sau khi tòa án tối cao hủy bỏ bản án tử hình đối với Adam, công tố viên quận Dallas đã yêu cầu chuyển án phạt đối với Adam thành tù chung thân. Như vậy, Adam đã thoát khỏi án tử hình nhưng lại phải sống phần đời còn lại trong tù. Trong vài năm tiếp theo, Adam tuyệt vọng thụ án trong nhà tù, trong khi David ở bên ngoài vẫn tiếp tục gây án. Cuối cùng, David đã bị cảnh sát bắt giữ vì một vụ giết người khác. David đã đột nhập vào nhà người khác, lôi bạn gái của người đàn ông đó ra ngoài. Người đàn ông liền cầm súng đuổi theo. Trên đường đi, David quay lại và bắn nhiều phát súng về phía người đàn ông. Sau đó, David đã đến đồn cảnh sát để tự thú. Hắn ta vẫn tỏ ra vô tội, nói với cảnh sát rằng người đàn ông kia đã chĩa súng vào mình, hắn ta hoàn toàn là tự vệ. Cảnh sát ngay lập tức bác bỏ lời khai của David bởi vì chính hắn ta là người đã đột nhập vào nhà người khác và cưỡng ép đưa bạn gái của người đó đi. Năm 1985, David bị kết án tử hình vì vụ giết người này. Năm 1986, 9 năm sau vụ nổ súng ở Dallas, một bộ phim tài liệu mang tên The Thin Blue Line được khởi quay. Đạo diễn Earl Moritz đã sử dụng phong cách bán tài liệu để lần theo vụ án cũ này, phỏng vấn 12 nhân vật liên quan đến vụ án. Quá trình quay phim cũng giống như một cuộc điều tra lại vụ án. Càng tìm hiểu sâu về vụ án, đạo diễn càng tin rằng Adam vô tội. Ông tin rằng kẻ sát nhân thực sự vào đêm hôm đó chính là David. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1986, đạo diễn đã có một cuộc phỏng vấn cuối cùng đối với David. Well, what do you think about whether or not he's innocent? I'm sure he is. How can you be sure?
I'm the one that knows. Từ cuộc phỏng vấn này, có thể thấy David gần như đã thừa nhận rằng chính mình là người đã bắn chết viên cảnh sát năm xưa, còn Adam vô tội. Nếu đêm hôm đó Adam đồng ý cho David ở lại nhà nghỉ, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Dallas Time Herald, David đã chính thức thừa nhận rằng Adam không có mặt trên xe vào đêm hôm đó. Kẻ nổ súng giết chết viên cảnh sát thực sự chính là hắn ta. Adam đã bị oan. Tháng 8 năm 1988, bộ phim tài liệu được công chiếu và đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận. Sự thật của vụ án năm xưa cuối cùng cũng được phơi bày. Hóa ra, người mà mọi người đều cho là hung thủ lại là người bị oan. Một năm sau khi bộ phim tài liệu được công chiếu, Adam đã được trả tự do sau 12 năm ngồi tù oan. Tuy nhiên, ông lại không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Năm 2004, David bị xử tử hình vì vụ giết người năm 1985. Tuy nhiên, hắn ta đã không bị truy tố vì vụ nổ súng ở Dallas năm 1976. Năm 2010, Adam qua đời vì bệnh ung thư não, hưởng thọ 61 tuổi. Vụ án này là một trường hợp kinh điển trong lịch sử tư pháp hình sự Hoa Kỳ. Nếu tòa án tối cao không dừng việc thi hành án, Adam đã bị xử tử. Một người vô tội đã mất mạng. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ là quyền lợi hợp pháp mà mọi bị cáo đều được hưởng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng không thể ngăn chặn được việc có người vì lợi ích của mình mà tạo ra bằng chứng giả hãm hại bị cáo. Làm thế nào để không bỏ sót một kẻ xấu nào mà cũng không oan sai cho một người tốt? Đó là một câu hỏi đáng để chúng ta suy ngẫm. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!